Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3 năm 2024, dường như không còn nghi ngờ nào về việc ông Putin sẽ tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ 5 và tiếp tục giữ quyền lãnh đạo đến năm 2030, thậm chí là 2036 nếu ông quyết định tái tranh cử. Sự bền bỉ và kinh nghiệm của ông Putin đã giúp ông dễ dàng chiến thắng trong cuộc bầu cử. Các nhà quan sát cũng dự đoán rằng ông sẽ tiếp tục kiểm soát Nga, một quốc gia với dân số lên đến 146 triệu người, trong nhiều năm tới. Trong những năm qua, Tổng thống Putin đã khẳng định được năng lực lãnh đạo và lòng trung thành với dân tộc Nga, giành được sự tin cậy từ đa số cử tri. Ông cũng là một chính trị gia lão luyện, đã vượt qua nhiều thách thức, kể cả trong các cuộc bầu cử. Một số người hoài nghi cho rằng tỷ lệ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin chỉ là số liệu dàn dựng tương tự những số liệu bầu bán tròn trĩnh thường xuất hiện dưới thời Liên Xô cũ. Nhưng theo số liệu của Viện Thăm dò Levada cho thấy 65% số người được hỏi sẵn sàng bầu ông Putin làm Tổng thống. Uy tín của ông Putin bao gồm nhiều yếu tố tiềm ẩn. Ví dụ, ông vốn là đại tá KGB, Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, tức thuộc cộng đồng Siloviki gồm các nhà chính trị xuất thân từ các cơ quan an ninh, quân đội, tình báo. KGB trở thành FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, sau khi Liên Xô tan rã, nổi tiếng là cơ quan tình báo huyền thoại trong và ngoài nước. Trước đó, theo Hiến pháp Nga, ông Putin đã phải dừng lại vào năm 2008 sau hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, ông đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho Dmitry Medvedev, một trong những đồng minh đáng tin cậy của ông, và sau đó làm thủ tướng. Sau đó, ông Putin đã tái tranh cử và tiếp tục giữ chức Tổng thống từ năm 2012. Năm 2020, ông Putin đã thành công trong việc thay đổi Hiến pháp Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, cho phép ông có thể tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ Tổng thống nữa, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Chính phủ Putin đã có nhiều biện pháp để tập trung quyền lực, bao gồm can thiệp quân sự ở Georgia vào năm 2008 và ở Ukraine từ năm 2022. Các lực lượng đối lập tại Nga đã không thể ngăn cản được sự thịnh nộ của ông Putin. Dù có hai thủ lĩnh đối lập nổi bật với ông Putin, cả hai đều đã qua đời. Boris Nemtsov bị ám sát gần cung điện Kremlin vào năm 2015, trong khi Alexei Navalny, người từng bị đầu độc vào năm 2020, đã qua đời bí ẩn trong tù vào tháng 2 năm 2024. Hai ứng cử viên phản chiến, Yekaterina Danzova và Boris Narodin, đã bị cấm tranh cử sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương phát hiện lỗi trong chữ ký của họ. Với các đối thủ lớn nhất trên chính trường Nga loại bỏ, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi chỉ trích về họ. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin đã tuyên bố rằng Nga không bao giờ chấp nhận các chỉ trích đó và tiếp tục tuyên bố rằng nền dân chủ của chúng tôi là tốt nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và bảo vệ nền dân chủ đó. Mặc dù xác suất ông Putin tái đắc cử lên tới gần như 100%, chính quyền Nga vẫn chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhằm nâng cao tính chính danh và dành thêm sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuộc bầu cử Nga năm 2024 kéo dài trong 3 ngày, bảo đảm sự tham gia và bỏ phiếu của nhiều cử tri. Nhân viên chính quyền và công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước là một nguồn ủng hộ quan trọng cho ông Putin trong bầu cử. Mặc dù ông Putin có khả năng giành chiến thắng với tỷ lệ cao, ít nhất là 80%, nhưng chính quyền Nga vẫn cẩn trọng chuẩn bị để giảm thiểu các rủi ro như cuộc biểu tình chống lại đảng Lukashenko tại Belarus vào năm 2020. Hiện chỉ có 3 ứng cử viên ngoài ông Putin, bao gồm Nikolai Kharitonov, Đảng Cộng sản Nga, Leonid Slutsky, Đảng Dân chủ Tự do, và Vladislav Davankov, Đảng Tân Nhân Dân. Trong số này, chỉ có ông Kharitonov từng được biết đến nhưng chỉ nhận được 13% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004. Theo một cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Levada vào tháng 2 năm 2024, ông Putin được ủng hộ với tỷ lệ 52%, trong khi các ứng cử viên khác nhận được tỷ lệ rất thấp. Trong khi đó, nhiều nhà bình luận cho rằng cuộc bầu cử Nga năm 2024 cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về xung đột quân sự với Ukraine. Tổng kết lại, cuộc bầu cử này có thể xem như một cuộc thăm dò dư luận về sự ủng hộ của người dân Nga đối với ông Putin và chính sách của ông về Ukraine. Còn bạn nghĩ sao? Để lại bình luận của mình bên dưới video nhé! Cảm ơn bạn đã xem video.